Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời thời gian qua luôn được các cấp ngành trong tỉnh chú trọng triển khai với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó, công tác khuyến học khuyến tài ở các gia đình dòng họ rất được xem trọng bởi đây là cơ sở vững chắc để xây dựng xã hội học tập. Thông qua phong trào, ngày càng có thêm nhiều địa phương dòng họ gia đình hiểu học. Trong tiết mục giáo dục tuần này của chương trình, mời quý vị đến với xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, một trong những địa phương có những cách làm hay để tôn vinh, khuyến khích công tác khuyến học khuyến tài tại địa phương. Với mỗi dòng họ, có hai ngày quan trọng nhất là ngày tạo mộ và ngày thu tế. Nhưng với dòng họ Hoàng, thôn Hà Lan, xã Quảng Phú, còn có thêm một ngày quan trọng không kém, đó chính là ngày trao học bổng khuyến học khuyến tài cho con em trong dòng tộc, được lựa chọn là ngày 2 tháng 9 hàng năm. Với quan niệm đầu tư cho giáo dục là đầu tư bền vững nhất, những bậc cao niên trong dòng họ luôn giáo dục con cháu về tầm quan trọng của việc học tập bằng nhiều cách. Và một trong những cách hiệu quả nhất đó là trao thưởng, ghi nhận những thành tích của con em mình một cách thiết thực nhất. Và không chỉ là những món quà vật chất dành tặng cho cả em, mà chính việc được vinh danh ngay tại nhà thờ dòng tộc mình là điều khiến cả em cũng như ba mẹ mình cảm thấy tự hào, từ đó nâng cao tinh thần học tập, phấn đấu trong mỗi gia đình. Từ khi mà xây dựng được cái khuyến học của họ, hình thành được cái hội khuyến học của họ, thì cảm nhận của bác á, thì không những con cháu trong dòng họ, mà kể đến con cháu ở của cái làng Hà Lan đi, càng ngày á, càng ngoan hơn. Bà con chăm chút cho việc học hành của mình, con em mình nhiều hơn. Bà con cảm nhận được rằng cuộc sống sau này của con cháu mình có khá hơn hay không, có thành đạt hay không, tất cả đều nhờ việc học hành của con cháu từ khi còn nhỏ. Với phương châm, mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn làng là một chi hội khuyến học, phong trào học tập luôn được các gia đình dòng họ trân trọng lưu giữ. Coi kết quả học tập tốt của con cái là hành trang đầy đủ, đáng tự hào, giúp con họ vững bước vào đời. Để nâng cao hơn nữa tinh thần hiểu học và thành tích học tập của các em học sinh, nhất là ở những vùng quê còn nhiều khó khăn như Quảng Điền, thì cùng với những nỗ lực từ các gia đình, dòng họ, những phần quà, những phần học bổng từ các tổ chức cá nhân, những nhà hảo tâm, chính là những phần thưởng có sức cổ vũ tinh thần, khơi dậy ý thức phấn đấu đạt kết quả học tập cao hơn nữa trong năm học mới. Qua cái việc mà làm tổ công tác khuyến học khuyến tài á, thì và đẩy mạnh cái xã hội học tập á, thì nó tác động rất lớn đến là cái phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhất á, là tỷ lệ học sinh á, là tham gia đến trường á, là luôn luôn á, là đạt cái chỉ tiêu đề ra của các trường. Tỷ lệ các em bỏ học giữa chừng á, thì cũng có giảm so với trước. Rồi tỷ lệ các em thi đỗ vào đại học á, ngày càng cao. Và đặc biệt á, là những nhân tài mà làm tổ công tác khuyến học khuyến tài đã giúp cho các em nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trong đóng góp về kinh tế xã hội địa phương. Có thể nói trong những năm qua, các cấp hội khuyến học Quảng Điền đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương. Với hình thức vận động đa dạng hiệu quả đã góp một phần nhỏ cho ước mơ đến trường cho con em của địa phương. Đây là một điều kiện rất thuận lợi trong việc vận động toàn xã hội góp sức vào công tác khuyến học khuyến tài, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở.